Chào mọi người, tiếp tục đến với series tô màu cho các nhân vật truyện tranh yêu thích của mình nhé. Như mọi khi mình sẽ tô những cái chi tiết nhỏ trước. Thank you.
Vậy là mình đã hoàn thành bức tranh tô màu của mình. Hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé.